Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Nóng, quân đội Nga dàn trận quanh Donbass, sẵn sàng động binh. Bất kỳ nỗ lực nào của Kyiv nhằm mở màn cuộc chiến ở Donbass sẽ dẫn đến việc Nga tấn công Ukraine từ ít nhất 7 hướng khác nhau trên đường biên giới trên bộ. Những hướng tiến công trên chưa tính đến hướng tiến công của hạm đội Biển Đen và lực lượng không quân Nga. Những hướng tiến công trên bộ của quân đội Nga sẽ có mặt khoảng hơn 100.000 quân cùng với hàng nghìn phương tiện vũ khí hạng nặng hiện đang đóng sẵn gần biên giới Ukraine. Những lực lượng trên bộ của Nga đang đóng ở biên giới Ukraine đều ở trạng thái chiến đấu cao, sẵn sàng đối phó với các hành động khiêu khích có thể xảy ra từ NATO, hoặc đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Ukraine nhằm vào công dân Nga sống trên lãnh thổ của DPR và LPR. Theo phân tích của các chuyên gia quân sự, một cuộc tấn công trên bộ đồng thời của Nga từ 7 hướng khác nhau cùng một lúc có khả năng quân đội Ukraine sẽ bị tiêu diệt trong vòng 48 đến 72 giờ và trong trường hợp có sự tham gia của không quân và hải quân có thể chỉ mất một ngày. Theo nguồn tin của Mỹ, việc Nga tăng cường quân đội gần biên giới với Ukraine đã làm dấy lên lo ngại của các quan chức phương Tây và Ukraine rằng Điện Kremlin có thể đang chuẩn bị cho hành động quân sự quy mô lớn, có thể cho một cuộc tấn công xâm lược. Nguồn gốc của tờ bản đồ này do phóng viên của một nguồn tin biên soạn, có thể thấy quân đội, xe tăng và pháo hạng nặng của Nga đang di chuyển vào các vị trí có nguy cơ mở rộng xung đột ở miền đông Ukraine và có khả năng mở ra một mặt trận mới ở biên giới phía bắc Ukraine gần Kyiv. Theo nguồn tin, với việc tập trung một số lượng quân số đáng kể ở khu vực phía bắc gần biên giới Ukraine, đặc biệt là Klintsy, nơi ngã ba biên giới Ukraine, Belarus và Nga, quân đội Nga có thể mở một cuộc tiến công từ vị trí này về hướng thủ đô Kyiv một cách nhanh nhất. Từ những thông tin nói trên có thể thấy, quân đội Nga đã bước gần về hướng cánh cửa thần kỳ, nơi có thể tiếp cận thủ đô Ukraine nhanh nhất. Tất cả chỉ chờ một quyết định sai lầm từ Kyiv hoặc thậm chí là Moscow. Theo tình báo phương Tây, hiện có khoảng 100.000 quân Nga ở biên giới với Ukraine. Theo các cơ quan tình báo Mỹ, Điện Kremlin có kế hoạch cho một chiến dịch quân sự với sự tham gia của 175.000 quân, có thể bắt đầu trong những tuần tới. Còn Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cho biết 122.000 quân Nga được bố trí ở khoảng cách 200 km và 143.500 quân ở khoảng cách 400 km tính từ biên giới Ukraine. Cùng với phương Tây, Ukraine cáo buộc Nga có thể sẽ tiến hành cái gọi là cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 1 năm 2022. Nhà ngoại giao chuyên gia của Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine Alexander Kara tin rằng Nga có đủ sức mạnh và phương tiện để lưỡng đầu thọ địch, tức là vừa tiến hành trấn áp bạo loạn ở Kazakhstan và thậm chí trong chính nước Nga cũng như mở mặt trận ở Ukraine. Ông Putin cũng gây sức ép bằng đe dọa sẽ đáp trả quân sự nếu NATO không đồng ý với các điều khoản mà ông đưa ra. Họ đã đẩy chúng tôi đến một ranh giới không thể vượt qua. Chúng tôi buộc phải yêu cầu họ hãy dừng lại. Còn ít giờ trước, theo nguồn tin của Nga, dẫn nguồn phát ngôn viên của Dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Bashurin cáo buộc lính trinh sát Ukraine đang tiến hành trinh sát các vị trí của họ ở dưới tuyến Donbass. Còn theo nguồn tin từ Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, phía Ukraine đang nỗ lực cản trở UAV của Phái bộ Giám sát đặc biệt thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu nhằm che giấu việc triển khai vũ khí bị cấm theo các thỏa thuận Minsk. Ít giờ trước, hoạt động của hệ thống tác chiến điện tử Bukovel AD của tiểu đoàn tác chiến điện tử số 20 thuộc lực lượng tác chiến liên hợp miền đông của quân đội Ukraine nhằm vô hiệu hóa tín hiệu điều khiển UAV đã bị lực lượng trinh sát của dân quân LPR phát hiện tại khu dân cư Ninyaya Okhovaya. Các nhà lãnh đạo hai nước Cộng hòa tự xưng DPR và LPR đều cáo buộc Kyiv chuẩn bị tiến hành một giải pháp quân sự nhằm vào Donbass. Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Nghệ An vừa bóc gỡ đường dây đánh bạc online quy mô lớn nhất với chân rết có mặt ở 10 tỉnh thành trong cả nước. Và đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 14 đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến liên tỉnh do Nguyễn Ngọc Hoàng, sinh năm 1992, trú tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, cầm đầu. Trước đó, các trinh sát phát hiện một đường dây đánh bạc quy mô lớn từ trang mạng trangc1.club do Hoàng cầm đầu. Giúp sức cho Hoàng còn có 4 đối tượng, gồm Nguyễn Bá Linh sinh năm 1993, trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Nguyễn Thị Tuyết Nhung sinh năm 2001, trú tại xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Mai Thị Thúy Trang, sinh năm 2000, trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, và Đào Chí Đại, sinh năm 1999, trú tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Để tổ chức hoạt động, nhóm đối tượng này thuê các chung cư cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh và một biệt thự 3 tầng tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để điều hành đường dây đánh bạc. Nguyễn Ngọc Hoàng còn chỉ đạo đàn em thường xuyên thay đổi chỗ ở để trốn tránh cơ quan chức năng. Tại các điểm hoạt động, Hoàng bố trí dày đặc hệ thống camera giám sát cảnh giới. Có động tĩnh là các đối tượng nhanh chóng xóa dấu vết dữ liệu điện tử. Đúng 2 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2021, cán bộ chiến sĩ chia làm 12 tổ công tác, đồng loạt khám xét 12 địa điểm tại nhiều tỉnh thành như Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lâm Đồng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Thanh Hóa, bắt giữ thành công 14 đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu Nguyễn Ngọc Hoàng. Tổng tăng vật chuyên án thu giữ gồm 5 bộ máy tính bàn, 23 điện thoại di động, 19 thẻ ATM và tiến hành phong tỏa 15 tài khoản ngân hàng. Đến ngày 8 tháng 11 năm 2022, các đối tượng đã được di lý về Công an tỉnh Nghệ An để phục vụ công tác điều tra. Ban đầu, cơ quan công an xác định Hoàng đã sử dụng 5 tài khoản khác nhau để tổ chức đánh bạc. Chỉ riêng tài khoản Đinh Thanh Hào tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021, số tiền giao dịch để tổ chức đánh bạc đã lên tới 36 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ các tài khoản còn lại mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc, đồng thời khẩn trương truy bắt các đối tượng khác có liên quan để phục vụ điều tra xử lý. Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Đức Hải, Nguyễn Thị Diễn về tội mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại khoản 2 điều 203 Bộ Luật Hình sự. Theo cơ quan chức năng, năm 2018, Hải lúc này đang là cán bộ đội thuế, chi cục thuế Lộc Hà đã nhờ Phạm Thị Thúy Chi, trú tại phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, lập khống công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Tiến Phúc. Công an xác định công ty này không hoạt động sản xuất, mua bán hàng hóa, không có ban lãnh đạo điều hành, không có nhân viên làm việc, nhưng Hải vẫn liên hệ, in ấn 250 hóa đơn giá trị gia tăng và kê khai phát hành hóa đơn của công ty tại chi cục thuế Lộc Hà. Hải sau đó thuê Nguyễn Thị Diễn làm kế toán để thực hiện bán hóa đơn giá trị gia tăng của công ty Tiến Phúc cho các cá nhân tổ chức trên địa bàn của tỉnh Hà Tĩnh. Tại cơ quan điều tra, Hải khai từ tháng 7 năm 2018 cho đến tháng 12 năm 2018, anh ta cùng Diễn đã bán 226 hóa đơn giá trị gia tăng của công ty Tiến Phúc với tổng trị giá khoảng 9,2 tỷ đồng, thu lợi gần 1 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bộ Y tế, tại Hà Nội đang có 408 bệnh nhân nặng, nguy kịch, tăng gần 14% so với trung bình của 7 ngày trước. Và đến hết ngày hôm qua, mùng 8 tháng 1, Hà Nội tiếp tục thiết lập số ca mắc cao trong ngày với 2.791 ca F0. Tại Bệnh viện điều trị người bệnh điều trị COVID-19 thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, hầu hết các bệnh nhân nặng, nguy kịch, tiên lượng tử vong đều là người cao tuổi, nhiều bệnh nền, chưa tiêm hoặc mới tiêm một mũi vaccine, nhập viện khi đã suy hô hấp nặng. Từ đầu tháng 1, Bệnh viện nhiệt đới Trung ương đã hoàn thành việc chuyển đổi công năng hoàn toàn sang Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị COVID-19, quy mô 500 giường dành cho bệnh nhân nặng, nguy kịch. Hiện mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 20-30 bệnh nhân nặng. Theo các chuyên gia, hiện nên tập trung vào điều trị các ca nặng, nguy kịch và cần phải phát hiện sớm cho nhập viện những bệnh nhân nguy cơ để điều trị. Có như vậy mới được giảm ca chuyển bệnh nặng để giảm tỷ lệ tử vong.